cái ngôi nhà này lấy bạt che lại nè cả nhà. Chào em gái nha. Đây là cô bé nhà nhỏ này cả nhà. Cô bé nhà nhỏ, cả nhà mình biết không? Cả nhà mình cũng không có suy nghĩ được luôn á. 12 tuổi có con. Gà xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại bây giờ thì gà đang ở trên một cái vùng núi rất là cao luôn. Đây là cái con đường mà giống như cái đèo vậy đó cả nhà. Mình đi con đường này là đi tích lên trên núi luôn. Đi từ bên xã này qua bên xã kia. Thì gà đang đi trên đường, gà thấy có một chị với lại một em là đang đi chăn bò. Thì gà mời cả nhà mình đi vô trong để tìm hiểu cuộc sống của họ như thế nào nha cả nhà. Em chào chị. Chào em gái nha. Em cho anh chào chị một chút xíu nha. Em ơi. Em cho anh hỏi là em tên gì vậy em? Em tên Vui. Tên Vui hả? Dạ. Năm nay là em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ chắc năm nay không biết. Em biết sinh thôi, ngày sinh thôi. Ngày sinh của em hả? Dạ. Em sinh năm bao nhiêu? Năm sinh của em là 1998. À, 98 hả? Dạ. Em có gia đình chưa? Dạ có rồi. Có gia đình rồi. Dạ. Rồi chồng em đâu? Chồng em hồi sáng, chồng em đi làm á. Đi làm rồi? Dạ. Đi làm công việc gì vậy em? Không biết. Chồng em nói là đi làm phụ hồ á. Phụ hồ hả? Dạ, đi kể xe cho người ta. Em có mấy cháu rồi? Dạ, em một đứa cháu. Một cháu rồi. Rồi dạ. Cháu đâu? Cháu ơi, đi làm, đi học á. Đi học á hả? Dạ. Ráng cho cháu đi học, đừng có cho cháu nghỉ nha. Dạ. Rồi nhà em ở đâu? Nhà em gần chùa cây mít á. Đi lên trên đó nữa hả? Dạ. Ở dưới làng có nhà không? Không, ở dưới là không có nhà. Không có nhà hả? Dạ. Ở với nhà ba mẹ. Chứ em là em có gia đình riêng nhưng mà em không có nhà. Dạ. Rồi em lên trên núi đây đi chăn bò thôi hả? Dạ, chăn bò thôi. Em có mấy con bò? Một con bò nè. Có một con à? Dạ. Bò của mình luôn hay sao? Không, bò của với làng cho nuôi á. Nuôi sao em? Nuôi thì con đò của mình á, con đẻ lại con sao lại của cô. À, nuôi rẻ phải không em? Dạ. Thì họ lên đây họ nuôi rể cả nhà. Có một con bò mà mình cũng nuôi rể nữa hả? Nuôi lâu chưa em? Dạ hơn 3-4 năm rồi. Là chưa đẻ con nào luôn? Chưa. Ủa sao con bò nuôi rể mà nó không đẻ? Không biết thì... Không, cái này anh nói thiệt là em phải xem lại nha. Dạ. Nhiều khi người ta cho mình nuôi cái con bò đó mà con bò nó bị non, nó không có đẻ. Biết. Thì em nuôi nó cứ lớn lên, nó mọc, nó không đẻ thì cái con bò đó là của chủ. Dạ, em mới nuôi á, chứ em không biết. Là nuôi 3 năm rồi. 3 năm rồi. Thường thường con bò á, có những con á, nó đẻ 1 năm 1 à. Hoặc là có khi 1 năm rưỡi, 2 năm nó đẻ. Nhưng mà này em nuôi 3 năm chắc chắn là con bò nó bị non rồi. Không biết nữa. Nó không có đẻ. Thì nhiều khi á, là gà chia sẻ với cả nhà... À, nghĩ là ở trên đây không có con bò đực, nhưng thực tế ra là khi mà họ đi chăn á, là cũng có nhiều người họ đi chăn cũng có bò đực cả nhà. Nhưng mà 3 năm mà con bò không đẻ là con bò đó bị non. Nếu như mà chủ lấy lại thì mình đâu có được cái gì đâu, đúng không? Dạ đúng rồi. Mình nuôi rể là chỉ đợi cho nó đẻ thôi. Dạ. Em nên nói với chủ là trả con bò nó lại đi. Thì bữa thì con bò này con bò mới đuổi á. Đuổi con bò khác lại. Đuổi con bò khác rồi hả? Đầu tiên thì nuôi con con bò này nữa là con bò này là con bò mẹ. Con bò vừa nuôi trước thì không có đẻ con. Không có đẻ con. Dạ. Rồi chủ họ có cho mình cái gì không? Hôm bữa đuôi thì chủ đưa 300 á. Có 300 ngàn à? Dạ. Nuôi 3 năm mà đưa có 300 ngàn à? Không biết. Trời ơi. Rồi em có nói với chủ không? Không, không có nói luôn. Không nói nay luôn. Gì, tại vì mình nuôi chưa... Chứ hai mà, đã có nuôi tiên đâu. Nhưng mà em biết không, em nuôi con bò 3 năm, em nuôi nó từ lúc mà nó còn tơ mà đến khi nó lớn luôn, mà nó ốm ra, nó mập luôn. Dạ. Thì người ta chỉ đưa cho mình có 300 ngàn thôi. Dạ. Có khi nào em bị lừa không? Chắc không có đâu. Thực tế ra nếu như mà những người mà họ mà nuôi bò, là họ nhìn vô con bò đó, họ biết con bò đó nó có đẻ hay không nữa. Tại vì kinh nghiệm của họ mà. Thì đâu có, em cũng suy nghĩ lại, đâu có nuôi thì lấy tiền đâu. Thì em chỉ suy nghĩ là nuôi thì lấy con bò thôi. Có nghĩa là như vậy nè, họ đưa cho em con bò là nó không có đĩa. Nhưng mà họ bắt em nuôi.
em nuôi hoài nuôi hoài, tại vì em với họ giao kèo với nhau á là em cũng nuôi thích rể. nuôi con bò lắm mà không đẻ cũng em không cũng thích luôn thích nuôi lắm Thích nuôi thôi. dạ Gà cũng không biết như thế nào nữa. Thì qua cái câu chuyện á, nếu như mà cả nhà mình có cái sự góp ý gì đó thì cả nhà hãy góp ý bên dưới cho gà biết nha, để gà học hỏi được cái kinh nghiệm của cô chú anh chị. Mình có thể là chia sẻ lại cho những người đồng bào họ có một cái cách giải quyết tốt hơn. Nhưng mà theo gà nghĩ á, là chắc là em nuôi trúng cái con bò không có đẻ rồi, là người chưa ta được biết, người ta cho em nuôi đó. thì con bò này cô nói là thì được đập được rồi chắc có bò luôn rồi bò này nữa Con bò bị nâng là cho dù nó có rập nhau đi nữa nó cũng không có đẻ luôn. không biết nữa chưa quen à Là em chỉ coi con bò thôi đó hả, dạ chứ không có làm gì hết, không làm gì chồng ở nhà thì làm cây gùi á làm cái gùi. dạ thì chồng đi làm em đâu có biết làm cây gùi đâu thì phố sơ sơ thì không biết nhiều Một cô bé rất là dễ thương cả nhà. Em cho anh hỏi một chút xíu nha, là em có mong mong ước gì trong cuộc sống của mình em không biết nữa không biết không? ước Thì mình có ước mơ hay là mình mong muốn cái gì đó để có thể là thuận tiện trong cuộc sống của mình, để mình có thể là vươn lên. không biết em ước trong lòng của em cũng muốn ước mơ lắm nhưng mà không biết ước mơ sao Nhưng mà em ước mơ cái gì? không biết Hiện tại bây giờ là em cần cái gì nhất? em cần không biết cần ở trên làng một mái nhà gì đó thì có tiền mua 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 dê nuôi Mua được dê rồi nuôi. nha Nhà em có hộ nghèo không? không đâu có làm hộ khẩu riêng đâu hộ khẩu giữa ba mẹ thì người ta cắt rồi thì thoát nghèo thôi Là mình cần có dê để nuôi hả? nha người thì một con bò cua kia đâu có đẻ con đâu Không có đẻ con. dạ Rất là thương luôn cả nhà. Những người đồng bào ở trên đây họ không có hiểu biết á, nên là họ cứ giống như là cũng có nhiều người họ cứ lợi dụng cái sự không hiểu biết của những người đồng bào, thì kêu họ làm cái này hơn làm cái kia, nhưng mà họ không biết luôn. Em có đi học không? không Không đi học lớp nào luôn hơi nhỏ ba mẹ ở đấy không ở trên núi này không à à? Vậy là em không có đi học lớp nào luôn. không Không có biết cái gì luôn. không biết Ở đó giờ em có xuống thành phố Phan Rang em đi chơi lần nào chưa? không luôn Không luôn. dạ Từ đây mà đi xuống đó cũng tầm khoảng 30 cây số đó cả nhà. Nhưng mà em từng tuổi này rồi nhưng mà em chưa đi xuống đó luôn, chưa luôn chỉ ở trên núi này thôi. dạ ở trên núi xuống làng xong lên trên núi lại Rất là thương những cô bé ở miền núi cả nhà. Dạ em chào chị. dạ Chị ơi bán cái mũ không không chị? mua Không bán hả? không Cái mũ này là chị đội bao nhiêu lâu rồi? lâu rồi chưa đâu có tiền mua Cả nhà mình coi nè, rất hết trơn luôn nè. Chị tên gì vậy? dạ tên khoán Khoánh hả? dạ Dạ. Chị có nhớ là mình bao nhiêu tuổi không? chắc 40 rồi 40 tuổi rồi. dạ Chị có mấy cháu rồi? Một đứa à? một đứa đã có sen nữa bín quá đau Bệnh quá hả? bụng nữa đau bụng không nhiều nè đi làm không có được đâu Không làm được. không Trời. chỉ làm rồi bởi bà cũng không được Chị có mấy con bò? chỉ có hai con bò đó Hai con bò bò của mình luôn hả? dạ đem vay tiền nhà nước nữa Vay tiền nhà nước để mua. dạ Rồi chồng của chị làm công việc gì? có công việc thì đi làm không công việc thì làm rẫy bày bả Làm rẫy bày bà. làm rẫy thì có mưa thì ăn thì tung thì ăn không có tung thì bỏ luôn Là chỉ có nhà dưới làng phải không? có nhà làng ơi ba mẹ đâu có chưa có nhà đâu Chị lớn tuổi rồi nhưng mà chưa có nhà. không có Không có nhà tiền đâu mà làm nhà hả? Là mình chỉ đi lên đây nuôi con bò thôi. dạ Là cô bé bên kia là dòng họ với nhà mình luôn dạ hả? cháu Wow. Cháu hả? dạ Là hai dì cháu đi chăn bò. chăn bò
Rồi, thấy thương quá trời luôn cả nhà. Là khi nào mới về? Chắc 5 giờ về 5 giờ. Mình dắt con bò bộ đi xuống dưới làng chứ. luôn hả? Nó ở trên núi. Ở trên núi luôn hả? Chừng nào ngồi trên núi không được, về không được. Dạ. Ở trên núi không. Ở đây gà thấy ai cũng khó khăn hết cả nhà, ở trên núi này á. Khó chứ. Không có gì ăn, không có làm cái gì đâu. Vậy chiều nay á mình ăn cái gì? Đâu có ăn cái gì đâu, ăn lá đu, bông đu nữa, bông đu đu nữa. Bánh lô lửu. Ừ. Là chị nói là chị đau bụng lắm hả? Dạ. Đau bụng nhất, đau trong mặt, khô 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 nhoài quá. Dạ. Là mình có đi khám bệnh không? Đâu có tiền đâu mà đi được khám. Không có bảo hiểm hả? Bảo hiểm có nhưng mà tiền xăng không có xe mà đi. Không có tiền để mình mướn xe đi. Dạ, đâu có tiền đâu mượn xe người ta đi. Không có xe đi đi chơi làng đi bộ nữa. Chị bị như vậy lâu chưa? Lo cho. Lâu rồi đó Lo hả? rồi. Đau chưa này nè. Dạ. Đau bị ói nữa. Con chó này của chị hả? Dạ. Rồi, dễ Thương thương ít quá. thương con. Thương như thương con luôn. Thương chó lắm. Dạ. Con chó này tên gì? Tin gạo. Tên gạo hả? Gạo bông. À, mình đặt tên cho nó để mình có gạo Dạ. ăn quá ha. Thật sự ra thì gà thấy ai mà thương thương thú vật á thì gà rất rất là thương luôn cả nhà, đặc biệt là con chó. Con chó nó giống như là nó tu mấy kiếp vậy cả nhà, nó rất là khôn. Thì gà thấy trong tất cả các loài động vật á, gà thấy không có con nào mà nó bằng con chó hết trơn á. Tại vì mình nuôi chó nó đâu có phản bội mình đâu, mình kêu nó, mình nói chuyện với nó có những chú chó mà mình thấy là nó nghe lời mình lắm luôn á cả nhà. Vậy là chiều đây là gia đình em ăn cái gì? À, chắc hết được đồ ăn á. Ăn đâu Không đủ có không vậy gì. hả? Dạ, không có gì để ăn. Nhà còn gạo không? Dạ, con ít. Còn ít. Dạ, đưa 1 xăng, 2 xăng 5. Sao anh thấy ở trên đây người đồng bào của mình ai cũng ăn đâu đủ vậy ta? Ăn chứ, đâu có gì mà ăn. Đâu có tiền mà mua thịt, mua cá Sao ăn. mình không trồng khoai lang, khoai mì để mình ăn? Ừ, đâu, chồng không nổi. Chồng không được, tại vì ở trên đây heo người ta nhiều lắm. Heo nhiều. Dạ. Với Năm lại ngoái đất ba cứng mẹ. nữa hả? Dạ. Ít mưa thì nó chết hết. Mưa À. nhiều thì nó sống. Cả nhà hôm nay gà mới hiểu nha. Hôm nay mới nghe là em nói gà mới hiểu. Thật sự là ở trên núi á, là thường thường gà đi gà thấy có heo rừng. Mà con heo rừng á, là nó moi lỗ á. Anh thấy nó ăn những cái gốc cây nè, ăn những con dung đất nè. Rồi mình trồng là nó vô nó ăn khoai của mình luôn. Ăn khoai mì luôn, nó moi lên nó ăn luôn. Ăn chưa? Như lại rẫy đó rừng rồi của mình đâu có hàng rào rồi đâu ha. Hèn chi gà thấy là nó moi lỗ nó ăn tùm lum hết cả nhà. Với lại ở đây khí hậu ở đây á, là nắng nóng nữa nên là trên núi toàn là đá không à. Mình trồng nếu như mà mình trồng khoai á, là củ nó bị sùng mình ăn không được. Gà thấy cũng có nhiều nơi người ta trồng nhưng mà đào cái củ lên nó nhỏ xíu à, con chuột rừng nó cũng ăn luôn khoai lang đúng không chị? Rồi cắn nhắm 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 coi. Hôm nay gà đi ngang qua đây á thì gà có duyên với lại chị và em tên gì anh quên Em tên Vui. em. Vui. Dạ. Còn chị là Khoan. Khón. Dạ. Khón. Hôm nay á là gà cũng xin phép gia đình cô Nhật Ký ở bên Mỹ là cô có gửi cho gà một cái quỹ thì gà cũng đã giải ngân cái số tiền của cô một ít rồi thì hôm nay con xin phép cô gia đình cô Nhật Ký ở bên Mỹ là gửi tặng cho em với lại chị một số tiền để có thể là trang trải trong cuộc sống, mua gạo, mua cá, mua mắm ăn để cho họ có thể là vượt qua những ngày tháng mà đói khổ cả nhà. Thì đây là cái món quà của cô Nhật Ký, gia đình của cô Nhật Ký ở bên Mỹ á, gửi tặng cho hai dì cháu nha. Thì em gửi cho hai dì cháu là mỗi người như vậy là 2 triệu đồng ha. Đây cả nhà, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Đây anh gửi cho em nha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nè em gửi cho chị. Cảm ơn.
Mình vui không? Cảm ơn. Cảm ơn người ở đó. Bây giờ hai vợ cháu nhìn vào cái màn ảnh nhỏ. Cảm ơn gia đình cô Nhật Ký ở bên Mỹ. Cảm ơn cô ở Nhật Ký ở bên Mỹ. Là họ không có biết nói thôi nhờ, không biết nói. Dài quá không biết nói đâu. Thì gà cũng xin thay mặt em với lại chị là cảm ơn gia đình cô Nhật Ký ở bên Mỹ rất là nhiều luôn. Cảm ơn cô đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn, những hoàn cảnh mà họ ở trên núi vùng sâu vùng xa. Vì những nơi như thế này là ở đó giờ có ai tới giúp đỡ cho mình không? Dạ chưa rồi. Chưa hả? Chưa. Thấy anh lên núi có sợ không? Có chứ. Tại vì đã có thế anh lần nào đâu. Cảm ơn các cô chú rất rất là nhiều luôn. Cảm ơn. Nha, chào hai vợ cháu nha. Dạ. Bữa nào gặp lại nha. Dạ. Bây giờ gà sẽ đưa cả nhà mình đi vô trong núi, trong sâu bên trong nha. Gà nghe tiếng lóc cóc của con bò. Đấy. Tuốt trong rừng sâu nè. Ở trong đây á là rất là ít ai mà tìm đến để có thể là giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn cả nhà. Thì gà muốn là mình đi những nơi như thế này nè để chia sẻ cho họ. Tại vì họ không có những cái phần quà của các mạnh thường quân khi mà về quê hương của gà để hỗ trợ cho những người nghèo á. Họ ở trong rừng như thế này thì đâu có biết đâu mà đi nhận quà. Chỗ này cũng có một cái con suối nữa nè. Wow, vô đây là mình đang ở trong một cái thung lũng á cả nhà. Thung lũng mát mẻ. Ở đây người ta có nuôi con bò, hay con gà, con vịt gì ở trong đây nè. Ở đâu gà cũng đi hết nha cả nhà. Ở chỗ nào mà gà chưa đến á, chưa có đi đến đó là mình thích đi trải nghiệm để khám phá vậy đó. Cỡ nào gà cũng đi hết á. Nghe tiếng chó sủa. Gà muốn giải thích cho cả nhà mình hiểu một điều nữa nha. Thì có nhiều cô chú nói thì sao mà người đồng bào họ không chịu làm rẫy ở bên dưới mà lại làm rẫy làm rừng tuốt ở trên núi cả nhà, trên núi cao á để làm gì? Đó, thì cả nhà cũng hiểu nè, mình ở đâu á thì mình quen đó, mình biết cái cuộc sống ở đó như thế nào. Chứ đôi khi mình nhìn vô, mình giống như là mình nhìn vô mình đánh giá họ là mình không có hiểu cái cuộc sống của họ như thế nào đâu. Ở trên núi cao đó là mình ở trên đó, cái quê của gà là kiểu như là hạn hán cả nhà, nắng nóng. Nên mình trồng bên dưới là không có trồng được cái gì hết trơn á. Họ trồng ở trên núi cao là để hứng cái xương á. Đó, buổi sáng là xương xuống là cây nó mọc lên. Họ trồng bầu, trồng bí, trồng chuối, trồng này, trồng kia, nó rất là tốt luôn. Tại vì họ sống trên đó, họ hiểu được cái khí hậu trên đó như thế nào. Họ trồng được, tháng nắng họ cũng trồng được luôn. Tại vì trên đó nhiều xương lắm. Còn ở dưới bằng như thế này nè, là mình trồng cây nó không có lên. Nắng nóng lắm. Lúc trước thì gà cũng không có hiểu, gà cũng có hỏi những người đồng bào, thì được ông bà lớn tuổi chia sẻ với mình thì mình mới biết. Tại vì mình cũng đâu có biết đâu, mình nhìn vô mình cũng không có hiểu. Nhưng mà ông bà đã sống ở đây á, thì ông bà chia sẻ lại với mình thì mình mới biết. Giống như là ông bà hay nói câu là mình đi một ngày đàn hoặc một sàng khôn vậy á. Mình đi mình trải nghiệm thì mình biết được nhiều. Con gà nó chạy. Ở trong đây không biết là có ai không thì gà đi vô chữ nha. Gà thấy có con chó nó sủa.
Dạ con chào ba. Dạ. Bà ở đây hả? Cả nhà coi cái nhà sàn đẹp không? Nhà sàn mát mẻ đẹp. Bà ở chỗ nào? Bà ở đây này. Nhà đây nhà của bà ở hả? Ở nhà này. Bà ơi, con đi qua đây cho con qua chút nha. Được thêm rồi nè. Ô bà ở trong đây luôn hả? À. Trời ơi, hai người luôn. Hai người ở trong đây luôn. Ở trong đây luôn hả? Dạ. Ăn cơm chưa? Bà ăn cơm chưa? Đã ăn cơm chưa? Chưa. Nó canh mà chưa có nè. Dạ. Con lên đây á là con ăn cơm ké một bữa nha. Ăn chứ. Ăn đi. Cho con ăn bữa được không? Được. Dạ. Con đi vô rừng mà con bị lạc rồi. À, đau bụng hả? Dạ, đói bụng. Đau bụng hả? Dạ. Nó xa mà đau bụng á. Dạ. Cho con ăn cơm ké một bữa nha. Dạ. Dạ. Bà tên Tém hả? À, tên Tém. Dạ, bà có nhớ là mình bao nhiêu tuổi không? Tôi mình là năm nay là được 80 tuổi rồi. 80 tuổi? Ừ. Dạ. Ồ, 80 tuổi mà bà khỏe quá ha. Ờ, bà khỏe, uống bệnh, bên ngoài uống thuốc nhít. Dạ. Bà có ăn trầu phải không? Ăn trầu. Dạ, tại vì con thấy răng của bà đen. Ăn trầu quen, ăn rồi. Sao bà không về làng bà ở mà bà ở trên núi cao vậy? Ờ, ở làng có đất nữa, đất làng hồ hết rồi. Dạ. Mà bắt đầu qua làng cổ lại, làng đây là làng hồi xưa nè, làng hồi đánh giặc á. Dạ. Hồi đánh giặc là mình ở đây, rồi giải phóng rồi rút làng xuống đất bàn lại. Dạ. Cuối cùng đất không có ăn, không có đất ăn nữa. Người ta chân ở làng mấy này gần đồ suối Bê đó. Rồi bà ở trên đây bà làm gì kiếm tiền? Không có làm gì, làm bắp. Làm bắp? Làm bắp có giờ mình bán mua gạo ăn. Dạ. Không có giờ bỏ tay. Dạ. Rồi ông đâu? Ông chết lâu rồi. Bà có mấy người con? 6 đứa. 6 người con? 6 người con, bác vợ rồi 2 đứa. Dạ. Còn ở nhà mẹ một đứa con út. Dạ. Là con út đi làm ở Mỹ Thành á. Dạ. À, sông mấy á, không phải Mỹ Thành ở lên sông lên Mỹ Thành á, phải sông mấy. Dạ. Làm cái tấn tấn cá. Cá ngừ á. Dạ. Làm công ty đó. Là con út nuôi bà. À, con út nuôi. Là vừa nuôi cái mẹ, vừa nuôi con, còn đi học ở Bà Rau. Dạ. Bà luộc ăn hả? Luộc ăn, không có canh ăn. Không có canh ăn. Có cá, có thịt gì không bà? Không có cá, nấu canh ăn đây không được. Nấu canh với lại cái gì, phải có thịt chứ. Làm gì có thịt. Thịt con cho á. Con mà hai đứa con đi học hết, lo cho con đi học nữa, con mẹ nhịn ăn chứ. Dạ. Mình luộc bỏ muối vậy thôi hả bà? À. Con đi vô đây con bị lạc đường rồi. Biết rồi. Xe con hư rồi. Ừ. Bà cho con 10.000 đổ xăng đi, xe hết xăng rồi. Không có tiền mà cho. Không có tiền luôn hả? Ừ. Không có ngàn nào luôn. Không có đâu, nè, túi con nè, thuốc con nè. Thuốc, tiền, 5.000. Ước hết. Đi tân tay rừng. Thuốc. Hút. Bà còn 5.000 hả? Có 5.000. 6.000. 6.000. Bà cho con được đổ xăng được cho, không? Cho được. Nè, cho, lấy đi. Rồi thương quá trời cả nhà. Thì hôm nay con lên đây á là con đi ngang qua đây. Con ghé thăm hai bà. Thì con thấy cuộc sống của hai bà cũng khó khăn quá. Bà 80 tuổi đáng lẽ ra là bà phải ở con cháu lo cho bà. Khô, dân tộc khô lắm. Dạ. Mà ở nhà ở con mà người suy nghĩ mà không có gì mà ăn. Ở đây là mình ăn với bà ở rồi. Có chuối ăn chuối, có bắp ăn bắp, có canh ăn canh,
Còn ở nhà cái gì mà ăn khổ lắm. Dạ. Người ta có lường ăn cũng đỡ, mình không có lường, không có gì mà ăn. Dạ. Không có ai cấp đâu, chưa để em biết thế, bằng tập thể á. Ngon như mình, ngon như con à, hồi xưa đã đến giặt khổ lắm. Dạ. Ừ. Hồi xưa là bà đi đến giặt khổ, luôn hả? Đến giặt hồi xưa là ống con nè, đi chắc củi nè, đi da bắp nè, đi đau mi nè, đi da gạo nè, người ta ăn nè. Khổ quá khổ rồi mà tại tại giờ phân làm phân biệt. Không có ai cho lâu 2, 3, 4 tháng, 1 năm ta cho có một bữa 5 ký gạo. Thiệt. Ở bữa cho mình 5 ký gạo, một chai dầu chiên với là một hộp mì tôm, đường một bị. Bao nhiêu đó, 1 năm á, người ta cho một lần. Dạ. Bây giờ con cho bà 10 ký gạo được không? Cho mình mừng rồi. Mình mừng rồi. Bà 80 tuổi, bà lớn tuổi rồi nhưng mà gà thấy là cái sức khỏe của bà rất là khỏe và bà nói chuyện rất là rõ ràng luôn cả nhà. Thì hôm nay con xin phép gia đình cô nhật ký ở bên Mỹ, con thay mặt gia đình của cô là giúp đỡ cho hai bà cụ ở trên núi là có một số tiền để có thể là mua gạo, mua cá, mua mắm ăn. Là con gửi tặng cho bà là một ít tiền để mà mua gạo ăn nha. Dạ. Dạ. À, cả nhà, thì con gửi cho bà là 2 triệu nha. Mừng rồi. Dạ, vui không? À, vui. Dạ. Đây cả nhà, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Đây con gửi cho bà 2 triệu nha. Dạ, cảm ơn. Dạ. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Đây con gửi cho bà 2 triệu nha. Để bà có tiền mua gạo để dành mua cá, mua mắm, mua thuốc uống nha. Dành để dành mua thuốc. Vui, cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Cảm ơn hai đứa con. Dạ, con chúc hai bà thật là nhiều sức khỏe nha. Uh-huh. Bà ơi, bà nhìn vô cái màn ảnh nhỏ của con á, cảm ơn gia đình cô nhật ký ở bên Mỹ đi. Bà cảm ơn đi. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Con xin thay mặt hai bà cảm ơn gia đình cô nhật ký ở bên Mỹ rất là nhiều. Cảm ơn gia đình cô đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những người lớn tuổi ở miền núi xa xôi. Bây giờ gà mời cả nhà mình hãy cùng với gà đi lên trên núi nữa nha. Cả nhà mình coi cái con đường rất là đẹp nè cả nhà. Ồ, hai bên đó là họ trồng cái cây bắp á. Cả nhà thấy đẹp chưa? Trồng cây bắp để có thể là mình thu hoạch, mình để dành vào trong tháng mưa. Mình không có gạo ăn để có thể là trồng bắp nha. Wow, đẹp quá cả nhà ơi. Thật sự cái con đường rất là đẹp luôn. Với lại giờ này là buổi chiều nữa. Không biết là gà đi lên trên núi là trời có mưa hay không? Không biết là có mưa hay không. Thì dự tính sắp tới là gà sẽ đẩy nhanh cái tiến độ của mình để mình có thể là giải ngân tiền của quý ông bà của chú anh chị thật là nhanh nha cả nhà. Tại vì công việc của gà nhiều quá. Thì gà tâm sự với cả nhà là thực tế ra thì nhiều lúc mình cũng cảm thấy rất là buồn cả nhà. Tại vì công việc của mình nhiều tới nỗi mà mình không có thời gian để ăn uống luôn cả nhà. Làm ngày làm đêm, sáng sớm mở con mắt ra là công việc là bắt đầu rất là nhiều rồi. Thì gà đi làm nhiều lắm. Nhưng mà đó là một cái niềm đam mê của mình. Mình buồn tại vì mình làm có một mình à. Cả nhà biết à, gà nè, dựng lên những cái thước phim cho cả nhà mình xem nè. Nhiều khi 2-3 giờ sáng vẫn còn ngồi cắt từng chút để đăng lên trên YouTube cho cả nhà mình xem.
rồi gà còn sắp xếp công việc là đi chở gạo nè, rồi đi chở cá, chở mắm, chở muối, rồi làm từng cái nhà, rồi sửa nhà lại, rồi mình chạy chỗ này chỗ kia, chui trong bụi nè cả nhà. Rồi mạnh thường quân, các cô chú đến thăm, rồi gà phải đi đón cô chú nè, rồi dắt cô chú đi lên cái chỗ phát quà nè, rồi cô chú muốn ra đi chơi nè, hay là muốn thăm những người đồng bào ở miền núi thì gà cũng phải đưa cô chú đi. Nói chung là công việc của gà phải nói là nó rất là nhiều luôn cả nhà. Vô đây tối thui nè. Thì gà mong cả nhà nếu như mà gà có sai sót gì đó thì mong cả nhà thông cảm cho gà nha. Nghe tiếng của ai kìa. Đi ra vào đây đẹp ghê luôn cả nhà nè. Cả nhà mình nhìn nè. Wow, phong cảnh quá tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn. Giờ gà sẽ đưa cả nhà mình đi vô cái ngôi nhà nhỏ của một em gái. Thì lúc trước gà cũng đã từng tới đây và thăm gia đình của em á cả nhà. Cái ngôi nhà nhỏ ở trong đây nè, cây mà nó cao hơn cái nhà luôn. Đây nè cả nhà. Wow, cái ngôi nhà đây là cái ngôi nhà lý tưởng luôn chứ. Tuy nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó xinh xinh nè. Quá đẹp luôn. Ê, tí nữa là mình té rồi. Ô, chào em gái. Chào anh. Và cả nhà nhìn coi cái nhà này. Cái nhà nhỏ này dễ thương ghê luôn. Đang nấu cái gì vậy anh? Nướng bắp ăn hả? Là mình nướng cái này mình ăn á hả? Dạ, mình nướng ăn. Cả nhà coi trái đá hả nha. Đó. Nó thơm, trời nó thơm lẫn luôn à. Cái này mình ăn thay cơm luôn hay sao? Là mình ăn thay cơm canh. À. Dạ. Anh ơi, anh cho em hỏi là anh tên gì vậy anh? Phiên. Tên Phiên hả? Dạ. Năm nay anh bao nhiêu tuổi? 33. 33 tuổi. Anh sống ở trên núi này không á hả? Sống ở trên núi này. Khói quá. Hàng ngày anh làm công việc gì để mình kiếm tiền anh? Không có đi làm đó. Đâu có người ta cần đâu mình đi làm. Dạ, yeah, người chỉ ta không ở, có kêu hả? Người ta không có kêu, chỉ biết ở nhà thôi. Dạ. Mình ăn là bây giờ là mình đi mượn người ta không? Dạ. Chứ người ta không kêu mình đi làm. Người ta không kêu mình không đi làm. Đâu xin việc làm được á anh? Thì mình xin việc người ta, có khi người ta cho làm, có khi người ta đâu có cho đâu. Dạ. Nếu như ở đây mà có công việc gì đó ổn định á, thì họ có thể nó làm quanh năm suốt tháng thì cuộc sống mới phát triển được cả nhà. Chứ mình ở nhà mình cứ trông chờ người này kêu mình, người kia kêu mình, nhưng mà rất là nhiều người giống như anh, chứ không phải riêng gia đình của anh đâu. Tại vì ai cũng muốn đi làm hết, ai cũng muốn có công việc, nhưng mà không có ai kêu cả nhà. Anh có đi Đà Lạt, Lâm Đồng để hái cà phê không? Không có chỗ mà đi thì người ta kêu rủ đi thì đi, người ta không kêu chắc ở nhà. Cái ngôi nhà này lấy bạc chia lại nè cả nhà. Chào em gái nha. À, đây là cô bé nhà nhỏ này cả nhà. Cô bé nhà nhỏ, cả nhà mình biết không? Cả nhà mình cũng không có suy nghĩ được luôn á. 12 tuổi có con. Hai con gái. Bữa nay thấy lớn quá em hà. Em tên gì mà anh quên mất tên rồi? Đếm. Đếm hả? Dạ. Lâu quá anh không gặp em, sao mặt em sưng vậy? Bị gì vậy? Bị con cắn. Bị con ong chích hả? Ừ. Rồi sưng cái mặt ú nu luôn cả nhà. Rồi bữa nay thấy con gái vui vui lại nè cả nhà. Đây là cô bé 12 tuổi. Con sinh năm bao nhiêu chú quên rồi con? Con sinh 2009.
Sinh năm 2009 cả nhà. 2009 là nếu mà tính tới thời điểm bây giờ là bé 14 tuổi. Mà bây giờ bé nhỏ con của con là bao nhiêu tháng rồi? 5 tháng. 5 tháng rồi. Wow, 5 tháng rất là lanh. Lúc trước gà có tới chia sẻ với cả nhà mình á, là bé nhỏ này á, là sinh có 7 tháng thôi cả nhà. Là 12 tuổi, gần 13 tuổi. Là có con đó cả nhà. Có con, có em bé. Em ơi, bữa giờ có đi làm công việc gì không? Không, ở nhà. Sao mình không làm việc? Không có công việc đi làm á. Không ai mướn mình hết. Dạ. Là em vẫn còn cho cháu đi học à? Có. Em có đi làm xa được không? Đi làm xa không có ai giữ con á. Không ai giữ con, là cháu đang đi học nên là không có đi làm xa được. Rất là thương luôn cả nhà. Không có công việc gì làm hết trơn á. Không ai mướn luôn á em. Dạ. Là hai vợ chồng ở trên rẫy này để trồng trọt thôi. Dạ. Bữa giờ chồng con sao? Chồng con có về không? Không có về. Không có về. Ừ. Là bỏ con luôn á hả? Không bỏ, nhưng mà tối mới về. Tối mới về. Rồi có đi làm kiếm tiền không? Có, nhưng mà gửi 500. Gửi cho con 500? Ừ. Một tháng 500 ngàn hả? Dạ. Là đi làm là cứ sáng đi là chiều về. Dạ. Rồi một tháng là đưa cho con 500 ngàn. 500. Rồi ai lo ăn? Mẹ. Mẹ con lo ăn cho chồng con luôn hả? Lo ăn mà có 500 à? Hồi bữa giờ là con của con là uống sữa ngoài hay là sao? Uống sữa ngoài, hết sữa ngoài xong uống sữa mẹ. Là bây giờ còn sữa không? Dạ. Rồi bây giờ mẹ đâu rồi? Mẹ em ở dưới làng. Ở dưới làng rồi. Là con lên trên đây cho mát hả? Dạ. Dưới đó nóng quá ha. Chú có một món quà tặng cho con á. Là lần nào tới đây á thì chú cũng có quà tặng cho con hết. Thì bé còn nhỏ, bé không có biết gì cả nha. Thì bé lỡ một lần á là bé mang thai lúc còn nhỏ. Thì gà cũng mong là cô chú anh chị xem qua cái màn ảnh nhỏ của gà á, thì đừng có nói gì về bé hết. Tại vì hôm bữa gà cũng có chia sẻ video của bé, thì cũng có nhiều cô chú là cũng trách bé là còn nhỏ mà sanh em bé này kia. Nhưng mà trong cuộc sống của chúng ta ai cũng có lỗi lầm hết. Nhưng mà mình phải biết á, là mình phải thay đổi. Con xin phép là gia đình cô Nhật Ký ở bên Mỹ, là cô có gửi cho con là 13.800.000 đồng. Nhưng mà con đã giải ngân hết là 12 triệu, thì vẫn còn lại 1.800.000 đồng. Và con xin phép gia đình cô Phương Trà ở bên Úc là trích cái số tiền quỹ của gia đình cô ra là 2 triệu đồng cộng cái số tiền á, 2 triệu đồng của gia đình cô Phương Trà ở bên Úc và 1.800.000 đồng của gia đình cô Nhật Ký ở bên Mỹ, là số tiền là 3.800.000 đồng gửi cho bé để bé có tiền là bé mua sữa, nuôi con và trang trải trong cuộc sống. Thì chú gửi cho con là 3.800.000 đồng nha. Đây con cầm đi. Cảm ơn hai chú. Con đếm đi, con đếm cho chú coi phải 3.800.000 đồng không? Đủ chưa con? Đủ rồi. Con nhìn vào đây nè, con cảm ơn gia đình cô Nhật Ký ở Mỹ. Con cảm ơn gia đình cô Nhật Ký cô ở Nhật Mỹ. Ký ở gia... ở Mỹ. Ở Mỹ. Và gia đình cô Phương Trà ở Úc. Con cảm ơn cô con Phương cảm Trà ơn ở Úc. Trà Úc. Con vui lên con cười cái chú coi nè. Từ ngày mà chú lên đây chú chưa thấy con cười. Chú thấy con buồn buồn sao á. Con vui lên đi, con cười lên đi. Phải vui cười lên nha. Đừng có buồn gì hết ha. Gà cũng xin thay mặt bé cảm ơn gia đình cô Nhật Ký ở Mỹ và cảm ơn gia đình cô Phương Trà bên Úc rất là nhiều. Chúc
cho hai gia đình thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Hai vợ chồng em á là sống trong cái ngôi nhà nhỏ này. Dạ. Ở dưới làng em có nhà không? Không, không nhà có. Giống như này luôn. Giống như này luôn hả? Dạ. Là dưới làng có một cái nhà giống như này luôn? Dạ. Ừ. Là em ở riêng hay là ở chung với lại cha mẹ? Riêng á. Ở riêng á hả? Dạ. Ừ. Là chồng của em là ở trên đây để trồng trọt. Dạ. Còn em á là em lo cho con cái. Dạ. Ừ. Em cho anh hỏi là em có cái mong ước gì trong cuộc sống của mình không? Ước muốn. Ước muốn cái gì nói anh nghe. Em cứ nói đi, đừng có sợ gì hết. Thì mình ước cuộc sống của mình là có tiền nuôi con, nuôi vợ. Ừ. Dạ. Mình chỉ ước vậy thôi. Dạ. Nhà mình có bò không? Không có bò. Không có con bò gì hết. Dạ. Ừ. Không có con dê luôn. Không có con dê, vậy lại có mấy con gà đây thôi. Có mấy con gà thôi. Dạ. Ở đây thì gà thấy vào cái tháng mưa á, là ngay chỗ nhà của gia đình này cả nhà, thì cỏ nó rất là nhiều. Nhưng mà gia đình thì không có con bò để nuôi. Cỏ thì rất là nhiều luôn. Ở trên đây á, nếu như mà có một con bò mà để cho họ nuôi á, thì họ cũng có thể là con bò nó sanh sản ra, họ phát triển. Cỏ gà thấy cây nào cái nấy cao 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 không à. Mà không có cái con gì để cho nó ăn cỏ hết trơn á. Và gà nghĩ là nếu như mình có nuôi á là nuôi con bò luôn. Chứ đừng có nuôi con dê. Tại vì con dê á là mình nuôi là tới mùa dịch bệnh là nó sẽ chết nha cả nhà. Không biết cách chăm sóc là nó sẽ chết. Gà thấy những hoàn cảnh những người đồng bào là họ nuôi dê chết rất là nhiều. Nuôi con bò thì con bò cái sức đề kháng nó rất là cao. Thì mình nuôi nó ăn cỏ. Thậm chí mà không có chuồng, có chạy, nó vẫn đứng ngoài mưa, ngoài gió, nó vẫn sống bình thường. Vẫn ăn uống, vẫn mập mạp luôn. Nhưng mà con dê là mình phải làm chuồng, làm chạy và biết cách chăm sóc nó nữa. Con dê và cả con cừu luôn cả nhà. Đó thì gà nghĩ là nếu như mà có điều kiện, có thể tặng cho gia đình của em nè. Một con bò, hai con bò để họ có thể là phát triển. Thì theo cái cách làm việc của gà là gà muốn là giúp đỡ cho họ, là giúp cho họ cái cần câu để họ câu con cá. Chứ mình không thể nào mà mình cứ tới cho họ con cá rồi họ ăn hết con cá đó. Rồi đâu có ai giúp họ nữa đâu. Mình phải cho họ cần câu, họ phải tự cầm cái cần câu đó để đi câu cái con cá. Thì anh tặng cho em một con bò được không? Được. Có vui không? Có vui. Sao anh? Vui. Là mình có con bò để mình có thể là mình nuôi cho nó ăn cỏ. Dạ. Và nó đẻ ra. Dạ. Vui không? Dạ vui. Vui cười cái hả? Cái ngôi nhà nhỏ trong đây, con bò đối với họ rất là quý giá cả nhà. Nếu như con bò mình cưng lắm đúng không? Dạ. Muốn khóc luôn rồi. Muốn thích có con bò mà làm không được. Thích có con bò. Dạ. Nhưng mà không làm được. Dạ. Cả nhà ơi, cả nhà hãy ủng hộ cho gà đi để Hà có kinh phí tặng cho những người mà khó khăn á, có con bò cả nhà, có con bò nuôi. Thì để họ có con bò là mình có tặng là tặng luôn con bò cái, tặng hai con để cho họ nuôi một năm là nó đẻ thêm hai con nữa là bốn con. Và cuộc sống của họ sẽ phát triển lên, họ có thể là sử dụng con bò đó nó đẻ nhiều nhiều ra rồi sau này có tiền là xây nhà xây cửa. Thì trước tiên á thì con xin phép gia đình cô Phương Trà ở bên Úc. Thì cô có gửi cho con một cái quỹ á, thì con xin phép gia đình cô chích cái quỹ ra là 2 triệu đồng để gửi tặng cho gia đình. Bây giờ em xuống dưới núi á, là em mua gạo, đồ, mua cá, mua mắm lên ăn ha. Dạ. Thì anh gửi cho gia đình mình 2 triệu nha. Đây cả nhà, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 là 2 triệu đồng nha cả nhà. Này anh gửi cho em 2 triệu nha. Cảm ơn. Cảm ơn cô Phương Trà ở bên Úc. Cảm ơn cô Phương Trà. Cô Phương Trà. Ở bên Úc. Em có đi học không? Không. Lúc trước em học lớp mấy em nghỉ? Em không đi học luôn nha. Còn anh có đi học không? Không có đi học. Không có đi học luôn. Trời ơi, hai vợ chồng không có đi học luôn cả nhà. Đó, cả nhà thấy thương chưa? Không có đi học, không có hiểu biết nhiều. Đi ra làm thơi làm mướn cho người khác thì người ta kiểu như là người ta dùng mưu mẹo để người ta lừa cái sức khỏe,
lừa sức lao động của họ. Ráng cho con đi học nha, đừng có cho con nghỉ nha. Nếu như mà em không cho con đi học á, là sau này con cái của em cũng giống như em luôn, giống như hai vợ chồng em luôn. Thì anh sẽ giúp cho em để em có cái cần câu mà mình phát triển trong cuộc sống ha. Chứ mình không thể nào mà mình sinh ra trên cuộc đời này chỉ một lần duy nhất thôi cả nhà, không có lần thứ hai đâu. Mình làm sao mình phải vượt qua cái cuộc sống, ai cũng nghèo, ai cũng khó khăn hết á. Mà thường thường gà thấy nha, những người mà khó khăn, nghèo khó, khi mà họ vươn lên rồi á, là họ rất là biết cách để làm ăn luôn. Thì bây giờ một lần nữa thì gà cũng xin thay mặt gia đình cảm ơn gia đình cô Phương Trà ở bên Úc rất là nhiều, và cảm ơn gia đình cô Nhật Ký ở bên Mỹ. Chúc cho hai gia đình thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Bây giờ gà cũng xin tạm dừng video tại đây luôn. Cả nhà đừng có quên bấm cho gà một like nha, và nhớ đăng ký kênh, share quảng cáo, ủng hộ cho gà. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà những tập video tiếp theo. Bye bye.